Hello anh em, thì bữa nay mình sẽ rửa mấy cái bình xăng theo yêu cầu của anh em kêu mình. Thì mình sẽ rửa cái bình xăng bằng cái dung dịch này anh em. Nó rất là dễ, không có gì đâu khó. Mua cái chai này thì cái chai này nó bán là ở dưới mình bán 35 ngàn nha anh em. Đây, chai này 35 ngàn một chai. Mình mới đi mua về thì anh em nào muốn rửa xe thì mua cái chai này để rồi mình xịt cho anh em xem ha, nó rất là hay nha, xịt cái là sạch. Anh em thấy cái bình nó đen thù lùi không? Giờ mình xịt nha anh em, xịt sơ cái là nó sạch à, anh em thấy không? Xịt một cái là nó sáng dớ luôn á, nó già nó nước rồi, thấy không? Đó, anh em thấy ghê không? Đó, giờ mình xịt nước sơ cái nha. À, anh em thấy không, xịt một cước một là cái bình nó lên rồi, xong mình là mình rửa lại nước nha anh em, là cái bình mình nó đẹp rồi. Anh em thấy không, mình xịt xong rồi mình rửa lại nước á anh em, là nó sạch như vậy nè. Thì anh em không phải là mình rửa một lần á là nó sạch mới như bình mới, thì bây giờ mình đã suốt cho nó sạch rồi, mình đã tẩy cho nó sạch như vậy rồi, thì anh em cứ về rửa nước, rửa xe xà bông với siêu mô á, anh em đánh lên từ từ thì nó mới như cái màu da nhìn đẹp y chang như zin vậy đó, màu đẹp lắm như mới vậy đó anh em. Thì cái chai này á, thì chỉ có 35 ngàn thôi, thì anh em nào mua hàng mình mà muốn mua cái đó về tẩy rửa cho xe mình á, thì cứ lấy mình sẵn đó mình mua giùm cho mình ship. Còn anh em nào mà mua chai không thì mình bán 50 ngàn nha, mình lấy 50 ngàn 15 ngàn tiền xăng nha anh em nha. Đó. Còn anh em nào mà mua hàng mình thì mình mua giùm cho, về anh em tự xịt tự rửa, nó rất là hay nha. Mấy cái vết bẩn nào mà xà bông với sumo rửa không ra mà nó rửa ra nha anh em, rồi xong anh em cứ rửa sumo bình thường đi là nó cái bình nó lại đẹp lên liền. Đây là bình mình rửa đã sạch sẽ rồi nha anh em. Còn chút xíu ở đây thì mình sẽ xử lý sau. Thì mình như chẳng hạn như nó cái này nó không ra đi, mình rửa sumo từ từ nó cũng sẽ ra nè anh em, vậy thôi. Vậy nè, rồi mình rửa xong rồi đàng hoàng mình sẽ có clip test tốc độ với cái bình này như thế nào nha anh em. Cái bình này nó khác mấy cái bình quay S chăm cái đầu nha mấy bạn, này là nó đúng là quay S. Quay S thì nó có mấy đời luôn mấy bạn, có đời cái nắp bằng, đờ nắp này là mạnh nè, đờ nắp này đi ok hơn nè, còn đờ nắp bằng đi nó không có ngọt bằng bình nè hàng ngày nè các bạn. Thì mình đã rửa xong cái bình xăng rồi đó các bạn, mấy bạn thấy không, nó mới cực kỳ. Anh em đừng có tiếc 35 ngàn nha, mua 35 ngàn thôi mình để rửa được trong vòng 5 phút. Cái này là mình xử lý trong vòng 1 phút nhạt, 1 phút nhạt nha. Lấy bằng chảy cước mình đánh nhẹ cái là nó bung cái này nè mấy bạn. Đây là sình. Chút mình sẽ vệ sinh nó sau. Bây giờ mình sẽ nói về bình này đi nha các bạn. Thì bây giờ mình cũng đã vệ sinh xong rồi, bây giờ mình sẽ nổ máy, mình chỉnh ganti rồi này, mình cũng chỉnh ganti anh em xem, mai mốt anh em có chỉnh ganti anh em xem anh em chỉnh nha, rất là dễ nha. Chỉnh ga này kia nọ nó ok đàng hoàng. Bây giờ vậy nè anh em, cái bình này anh em cứ không biết gì hết anh em cứ dặn hết vô cho mình đi. Nè, một vòng rồi nè, hai vòng rồi. Hiện tại là cái bình này đang xả ra hai vòng, anh em không biết gì á anh em cứ tăng lớn lên cho mình đi. Rồi
máy mình nó là gạch xịt gạch xịt gạch xịt gạch xịt cho anh em thấy không? Không, rồi anh em xả nhẹ vậy là từ nha. Canh ti nó đang không tròn đó, anh em xả nhẹ ra, cứ dẫn cứng vô rồi xả nhẹ ra, cứ xả nhẹ ra chừng nào cái tua máy mình nó tròn là được rồi. Đó, anh em thấy nó kịch kịch không? Nó một vòng nè. Thấy cái tròn liền không? Hai vòng mà nó tròn liền. Mà mình không xả hai vòng nha. Một vòng rưỡi thôi anh em, cho nó tròn ra được rồi, thế là xong. Bao anh em guarantee nha, bình này là bao anh em guarantee. Mình chỉ vệ sinh ở ngoài thôi, ở trong mình không vệ sinh gì nha anh em, để zin đi luôn, không có mở ra nó mất zin hết, không chảy xăng, không chảy gì hết. À, anh em thấy không? Chỉnh ra anh ti nó cũng dễ nữa. Nguyên bộ cum lê này bán 800 nha anh em. Co, bình xăng, bộ e 800 anh em. Ship về tới nhà anh em xem đúng hàng anh em trả tiền cho mình. Đây các bạn, mình cũng đã gắp cái bình xăng 110 xong rồi nha các bạn. Thì bình này không có chảy xăng dư, không có chảy gì nha các bạn. Mình sẽ quay cận kẽ cho các bạn xem nha. À, không có chảy xăng gì hết. Và bây giờ mình sẽ nổ máy thử nha các bạn. Bình thì guarantee cực nhãn nha anh em. Ganti rất là dễ thương, bình này dễ thương quá. Không, bình này nó chỉ được cái ganti là ok thôi, quá ok luôn. Chứ mình đi tính ra đó, tính ra mình đi thử rồi mình cảm nhận thì anh em nào thích đi bình này thì ganti nhuyễn theo xe của Thái, còn muốn mau lẹ thì ra bình này đó, vậy thôi. Bạn hàng mình test cho bạn coi nè, cực kỳ im, cực kỳ ganti, cực nhuyễn luôn. Bình bình này thì ganti nó không có nhuyễn bằng cái nào đó, mà có sao mình nói vậy anh em nha. Bình này á ganti thì nó không có nhuyễn nhuyễn như bằng bình này. Bình này ganti nhuyễn quá trời, mình nhặt nhỏ hết thử coi. Ganti nhuyễn như luôn, thì mà nó ra xe thì không bằng bình này. Bình này thì nó mạnh hơn nè. Thì tùy anh em, mà cũng có ganti, bình này ganti cũng nhuyễn nha. Rồi vậy đi ha, cảm ơn anh em đã xem video của mình nha. Mình xin kết thúc video tại đây nha. Thì mình cũng đã test hai bình rồi anh em. Bình này mình bán 750 nha anh em, mà mình full bộ này là 800. Bao anh em đi, bao anh em chảy xăng luôn. Full 800 mình mới vệ sinh nè, đẹp ghê không? Rồi anh em xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình thì mình không có gắn dây ga. Mình gắn gì mình test thử anh em biết rồi. Ganti nhuyễn cực nhuyễn. Giờ mình tháo ra mình nẹt thử mấy cái, chọt tay vô nẹt khỏi gắn làm biến với gắn dây da, dây ga quá anh em. Dây ga mình nó đi bình lớn á, nó cục quá nè. Mình chọt tay mình lên ga nè bạn này nè.
tiêu nhuyễn nha. Nè thấy không? Chơi ghê không? Bình nào như vậy không? Nấu gan tiêu cực nhuyễn luôn không tắt nha. Anh em thấy nè. Rồi vậy nha anh em. Cảm ơn anh em đã xem video mình nha. Đó, bình này là bao anh em đi. Rồi, đóng nắp lại nha. Bây giờ mình sẽ đi test chiếc radio này với chiếc gym đó nha mấy bạn. Radio 150. Có làm nhẹ nồi với bô hộng gió nha mấy bạn.